Bạn là một dân chơi âm thanh chuyên nghiệp, bạn đang muốn tìm cho mình một dòng loa chất lừ và khá mới lạ. Đừng lo lắng, bí mật sẽ được bật mí ngay sau đây. VDA chuyên gia âm thanh karaoke. VDA với theo nguyên lý, lắp theo âm học. Dòng loa mà Thúy Nga muốn nhắc đến chính là DE Cautic DB10, một cái tên mà Thúy Nga nghĩ đối với nhiều khách hàng còn khá xa lạ. Tuy nhiên, những ai sành chơi âm thanh thì cái tên này sẽ được biết đến không ít lần. Và khi nhắc đến những dòng loa khủng như thế này thì Thúy Nga lại nhớ đến cái tên là Top UV10, một dòng loa khá đình đám khi mà chất lượng sản phẩm được nhiều khách hàng đánh giá rất tốt, nhưng giá cũng không hề nhỏ chút nào. Vậy thì DE Cautic DB10 của chúng ta ngày hôm nay có mang đến những bất ngờ về chất âm cũng như về giá hay không đây? Nào, hãy cùng VDA trải nghiệm nhé. DE Cautic DB10 với thiết kế hình hộp đứng vô cùng chắc chắn, lớp lưới kim loại bảo vệ các bộ phận quan trọng của loa, với điểm nhấn là một vệt lõm chạy dài từ trên xuống dưới rất ấn tượng. Logo nhà sản xuất được in nổi bật trên mặt lưới bảo vệ của loa. Phần thùng loa được làm bằng gỗ sơn đen nhám, tạo cảm giác mạnh mẽ cũng như giúp chất âm của loa phát âm ra trầm ấm hơn. Trên loa có thiết kế một lỗ sâu vào trong để tiện trong quá trình di chuyển, lắp đặt. Mặt sau với giắc cắm loa dạng cùm như những dòng loa full khác. Một thiết kế rất mạnh mẽ phải không ạ? Và với thiết kế như vậy thì loa DE Cautic của chúng ta phù hợp với mọi tư thế lắp đặt, treo ngang, treo dọc, hoặc các bạn có thể để lên chân loa, để lên kệ tủ TV hoặc tủ gia đình của mình, tất cả đều được. Về chất lượng âm thanh, DE Cautic DB10 là dòng loa mới nhưng đã và đang được đánh giá rất cao về mặt chất âm. Cụ thể là tiếng mid chép cực đẹp, sáng nhưng không bị chói tai khi mở lớn, điều mà khách hàng khá lo sợ khi sử dụng những dòng loa công suất lớn. Tiếng bass trầm ấm, phù hợp với mọi thể loại, nhất là bolero cũng như nhạc trẻ. Vì là dòng loa nén nên DE Cautic DB10 đạt công suất rất lớn, dao động trong khoảng 250W đến 800W. Những dòng loa full thường sẽ có độ nhạy cao, vì vậy rất dễ gây hú. Nhưng với DE Cautic DB10, khả năng chống hú đã tăng đáng kể, tương thích với nhiều loại micro thông dụng trên thị trường hiện nay. Với bất kỳ dòng loa nào thì cũng có những điểm mạnh và điểm yếu. Với DE Cautic DB10 cũng vậy, điểm yếu duy nhất mà Thúy Nga nhận thấy ở đây đó chính là về trọng lượng của loa, khá nặng nếu so với Thúy Nga. Nhưng Thúy Nga cũng nghĩ đây chính là một khuyết điểm nhỏ duy nhất của loa thôi đúng không ạ? Và để đạt được chất âm hay nhất, VDA khuyên bạn nên phối ghép dòng loa này với main mixer thay vì âm ly để phát huy được tối đa những ưu điểm của dòng loa full này nhé. Giá của đôi loa này bán tại VDA là 19 triệu đồng, một mức giá mà theo Thúy Nga nghĩ là khá cao và chỉ phù hợp với những dàn âm thanh chuyên nghiệp. Nhưng các bạn đừng lo lắng, tại VDA còn có rất nhiều phần quà hấp dẫn dành cho tất cả các khách hàng, đó là giá treo 360 đặc biệt và 20m dây loa xịn nữa nhé. Và nếu các bạn yêu thích dòng loa này thì hãy để lại số điện thoại dưới dòng comment, chúng tôi sẽ tư vấn nhiệt tình cho các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại!